Surface Book 1 là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm laptop 201 cao cấp được Microsoft tạo ra. Từ khi xuất hiện, nó vẫn luôn giữ một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu 5 lý do khiến Surface Book 1 có vị trí như ngày hôm nay nhé! Một, tính linh hoạt. Ấn tượng đầu tiên về Surface Book 1 chính là việc nó có hiệu năng vượt trội so với MacBook Pro của Apple. Đánh giá này đã được nghiên cứu kỹ càng và trải qua nhiều cuộc kiểm tra về hiệu năng. Trên Surface Book còn có tính năng tháo rời bàn phím, biến nó trở thành một chiếc tablet tiện dụng. Chiếc máy này còn được tích hợp bút Surface Pen ở trong hộp. Với chiếc Surface Pen, Surface Book 1 trở nên hữu dụng hơn đối với nhiều dân thiết kế đồ họa và có thể sử dụng với nhiều tác vụ hơn đối với người dùng. Surface Book 1 còn được gắn hai cổng USB 3.1 Type-A và một khe đọc thẻ SD. Đây là một tuyển chọn vô cùng tuyệt vời, nhất là với các nhiếp ảnh gia. Cổng kết nối mini DisplayPort cũng được tích hợp trong máy, giúp nó có thể kết nối với các thiết bị thu phát to hơn, ổ SSD lên tới 1TB, giúp máy đảm bảo được tốc độ của máy và cho người dùng khả năng lưu trữ dữ liệu lớn hơn. Cấu hình Microsoft thực sự đã làm người dùng cảm thấy vô cùng thích thú khi đem vào một chiếc laptop vỏ sò 2-in-1, cấu hình siêu khủng, chip Skylake i5 của i7 tùy phiên bản, được đặt trong màn hình để ngay khi cả chuyển đổi sang dạng tablet, người dùng vẫn có thể sử dụng mượt mà. Surface Book 1 còn cải thiện được khả năng xử lý đồ họa với các đồ họa HD Graphics 520, GTX 940M 2GB với bản i5 và HD Graphics 520, GTX 965M 6GB với bản i7. Bên cạnh đó, RAM 8GB và 16GB tùy phiên bản sẽ khiến bạn hài lòng với những tác vụ mà máy hoàn toàn giúp bạn hàng ngày. Thời lượng pin. Thời lượng pin của máy theo phát biểu của Microsoft có thể xem được là 12 giờ video liên tục. Trên thực tế, Surface Book 1 có pin kéo dài khoảng 10 tiếng sử dụng trình duyệt. Con số này tương đối ấn tượng và có thể phù hợp với nhu cầu của đa số người dùng. Tuy vậy, pin của máy ở dạng tablet lại khá thấp. Điều này có thể gây bất tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Lý do là bởi khi sử dụng máy ở dạng tablet, ta không thể sạc pin được. Dù sao, không có sản phẩm nào thực sự hoàn hảo khi mới ra mắt. Và sau này Microsoft cũng đã cải thiện rất nhiều về pin cho máy ở phiên bản Book 2. Thiết kế. Việc đây là một thiết kế 2-in-1 là điểm cộng lớn nhất đối với khách hàng khi mà nhu cầu sử dụng tablet cũng đang leo thang từng năm. Thiết kế bản lề Dynamic Full Chrome Hinge khiến máy trở lên ngầu hơn bất cứ sản phẩm tiền nhiệm nào. Microsoft đã thực sự làm say đắm người nhìn bằng sự sáng tạo này. Mặc dù mang dáng vẻ mạnh mẽ, cứng cáp, song Surface Book 1 vẫn đảm bảo sự gọn nhẹ của mình với việc chỉ nặng khoảng 1,5kg. Điều này giúp cho việc mang theo Surface Book 1 không trở nên quá khó khăn. Với thiết kế tuyệt vời như vậy, chắc chắn chúng ta khó có thể trông chờ điều gì hơn ở một sản phẩm laptop. Mặc dù vẫn còn những hạt sạn là do sản phẩm đầu tiên của dòng Surface Book, song Surface Book 1 vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop có thể thay thế tablet hoặc ngược lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.